quá chị đẹp ơi. Thì đó. Được chưa? Hai người luôn. Hai đứa bà đẹp xuống dưới làm gì ghê quá. Nguyễn nó nói nó còn nó có chủ à. Em chào cả nhà mình. Chào em. Hôm nay lên lộn xộn mẫu nha các chị ơi. Còn này còn 2 3 4 5 luôn hả chứ. 2 3 4 5 6 luôn. Nó 6. 6 2 bộ. Đó. Bộ em mặc là giả váy lỡ nha cả nhà. Bộ em mặc giả váy lỡ nơi xe. Nó có màu một hả? Bởi chị nào chưa mua được bộ này thì chốt nha. Rất là đẹp luôn cả nhà. Bộ này đẹp. Này mà mặc lẻ lẻ cũng được. Bộ em đang mặc là giả váy lỡ nha các chị. Bộ này hôm bữa mình xem như vậy chứ. Chính là giá đầu tiên á. Sau sau còn xem khả năng. Giả váy nha cả nhà ơi, bộ em mặc giả váy nha. Chốt thun lây dông, bộ này em bán cho cái chị 80 ngàn. 80 ngàn nha cái chị, 80 ngàn, hôm nay lên hàng sale lộn xộn nha. Đó, mấy bộ này chị Hương mặc được nè. Bộ em đang mặc chị mặc không được. Bộ em đang mặc chị mặc rộng lắm. Thử thôi mặc mình chứ chứ. Đây. Còn mình vừa ấy luôn á chị. Lúc là em còn có 6 mấy mà. Em có 6 ông 8. Hãy cho nó dồn xuống dưới à. Bộ này chị Hương mặc vừa nè, lấy mặt đi. Không, chồng cái quần vô, chồng quần vô. Quần thứ 2 luôn mà. Hả? Ở vậy hả? Rồi vậy thay luôn. Cái bông bi nó đẹp quá ha. Bi nó đẹp á. Bộ thấy cái tầm này nó cũng vừa luôn rồi nè. Đó. Nó đẹp mà. Thôi mặc vừa ra đi đúng lắm, thay cái quần vô luôn. Đẹp á. Cái giá này cái phơ này nó đỏ. Mặc ra làm mẫu luôn. Là mẫu 40 kg đến 50 kg à thôi. Em chào cả nhà mình ạ. Hôm nay lên lộn xộn mẫu nha các chị ơi, hàng sale cũng có mà hàng mới cũng có luôn nha. Rồi bộ em đang mặc nha cả nhà ơi. Bộ em đang mặc giá 80 ngàn một bộ ha. Em có size 2, size 3, size 4, size 5 và size 6. Cho các chị đẹp nhà em 50kg đến 77kg mặc vừa. Size số 2 là 55-56kg. Size 3 là 60-61kg nha các chị. Size số 4 là cho các chị tầm khoảng 66-67kg. Và size 5 cho các chị 72kg. Size 6 cho các chị 76-77kg. Cho chị đẹp nhà em mặc vừa. Dạ em cảm ơn chị Thúy Nguyễn rồi. Rồi bộ em mặc cái chị lên giúp giùm em là mã 80 luôn đi cái chị. Mã 80 kèm size ha. 80 ngàn luôn. Em xe cho cái chị 80 ngàn. Bộ này em bữa mình xe còn 100 nữa. Rồi em còn được một bộ cách tân nè cái chị. Em còn được một bộ cách tân nè. Bộ em đang mặc là giả váy lỡ.
Cái chị nha, cái này là em may cho sỉ nhưng mà là thợ giả, nó còn rớt lại một màu nên là em sale cho mấy chị luôn giá 80. Màu em đang mặc là màu kem, không có màu trắng. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Trinh rất là nhiều ạ. Em cảm ơn chị. Rồi bộ em mặc là giả váy nha các chị, em đứng lên cho các chị xem lần nữa nha. Em đang mặc size số 2, size 2 là size cho các chị tầm khoảng 50kg đến 55-56kg mặc vừa. Em mặc là hơi thoải mái tí xíu nha, 80.000 bộ. C4 giả váy lỡ kem, ok em chốt cho chế ngân tự. Đẹp lắm, lai dông. Cái này không phải là hàng ấy đâu nha mấy chị, nó còn nguyên đủ size hết luôn. Nhưng mà em bị rớt một màu là do thợ trả chậm á, nên là em giao cho sỉ mấy cái mỏ cái màu kia hết rồi, nên nó còn có con màu này hả. Nên em sale cho cái chị á, rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp giùm em ha, lên giúp em mà anh có một màu một rồi nha các chị, màu kem một à, 80.000. Rồi bộ này là bộ cotton nha, cotton chất liệu vải solen, hàng theo trực tiếp giúp em luôn, bộ này size 6. Size cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 71kg đến 75-76kg mặc vừa. Bộ này em sale cho cả nhà mình còn 100.000. Lên giúp giùm em là 100 đỏ 6. 100 đỏ 6 giúp em nhà 100.000 luôn các chị, chất liệu vải solen nha các chị, bộ cotton nha. Cotton là nó sẽ có sẻ đinh hai bên như thế này nè. Đó. Chất liệu vải solen size số 6, lên giúp giùm em 100 đỏ 6. Rồi bộ này. Bộ mặc size 3 cho chế Nguyễn Trinh luôn, ok chị 80.000 bộ em mặc. Rồi em còn bộ này size số 1 nữa chị. Em có bộ này size số 1 cho các chị đẹp nhà em nha, 50kg trở lại mặc vừa, bộ này là bộ cách tân luôn. Em sale cho các chị còn 100.000 luôn nha. Bộ này là vải thun Hàn Quốc, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn các chị. Có tay dài không chị? Có tay dài là bộ cổ bao lăng tông hả chị? Bao lăng tông em có nha, chút xíu em lên luôn. Nói chung là bữa nay em lên lộn xộn đó. Các chị hàng sale cũng có mà hàng không sale cũng có, nhưng mà em lên lộn xộn mẫu nha. Các chị có mua được gì thì các chị đẹp nhà em chọn, chịu khó mình coi like giùm em xíu. Rồi cái này em còn có một bộ hả cả nhà, rất là đẹp luôn. Bộ bi lên giúp giùm em, bộ này là 100B1. 100B1 là xưởng hầu lô, là hiện tại em chưa có chị Tuyền Trần ơi. Em tại vì cái đợt này á, cái chị đặt mới có 2-3kg à, em chưa có đặt xuống lò. Lên giúp em bộ này nha, cái chị lên giúp em là 100B1, 50kg trở lại mặt dừa, rất đẹp luôn nha. Chất khung Hàn Quốc co giãn thoải mái luôn, bộ này dễ thương lắm. Chốt giúp giùm em là 100B1. Rồi cái bộ cải vàng này hôm bữa là chế nào xả ra nè, đẹp xuất sắc luôn cái bộ này nha cái chị. 61 đến 65, 66kg mặt dừa. Bộ này là tầm khoảng 61kg nha, đến 65, 66kg mặt dừa. Chất khung Hàn Quốc luôn. Bộ này là thiêu trực tiếp luôn. Bộ này còn có mấy bộ em sale cho các chị còn 100.000 luôn. Quần ống rộng nha cả nhà. Cái này là quần ống rộng dưới đây, 100.000 luôn. Xả lỗ luôn đó mấy chị nào chốt đi, cái bộ này rất đẹp. Lên giúp giùm em 100 kẻ vàng. Lên giúp em 100 kẻ vàng size số 4 nha. 61kg đến 65-66kg mặt dừa. Lên giúp giùm em 100 kẻ vàng. Quần ống rộng, rất là đẹp luôn, hàng thiêu trực tiếp, thùng Hàn Quốc luôn nha. Rồi em còn bộ này size số 6, 71kg đến 75-76kg mặt dừa. 71kg đến 75-76kg. Lên giúp giùm em là 100 vàng 6. Kẻ vàng 100 cho bà nội bé. Chốt giúp giùm em cái này là 100 vàng 6. 100 vàng 6 các chị. 100 vàng 6 giúp em nha, thiêu lộng rất là đẹp luôn. 100 vàng 6 giúp em. Bộ này hình như là giả váy hay sao? Bộ này giả váy nha cả nhà. Bộ này giả váy giúp em nha, 100.000 luôn. Chốt em 100 vàng 6, 71kg đến 75-76kg mặt dừa, kẻ vàng em hết chứ. Rồi lên giúp giùm em bộ này là vàng nâu, size số 6 luôn. Vàng nâu ha, size số 6 luôn các chị. 71-72kg, bộ này là tầm khoảng 72kg đến 77kg mặt dừa. 77-78kg. Bộ này size lớn. Bộ này là quần ống rộng. Bộ này là quần ống rộng ha, tầm khoảng 72kg đến 77-78kg mặt dừa. Lên giúp giùm em là 100 vàng nâu 6.
nào size 6 chốt đi, rất là đẹp. Bộ cổ bao lăng tông em còn nhưng mà không có sale nha chứ ơi. Bộ đó là 140 em còn. Bộ đang mặc là quần giả váy á, chị đời là thế 80 ngàn. Em có màu một không? Có màu một nó rớt lại á chị. Tại vì chị tư em chỉ giao cho sỉ á, nhưng mà thợ trả cái màu này sau nên là chỉ giao mấy cái màu kia hết, còn có con màu à. Nên là cái này em bán sale cho mấy chị đó 80 ngàn, quần giả váy lợi. Vàng nâu 6 hả chị Nguyễn Liên ơi, chị Nguyễn Liên chốt thì lên giúp em nha. 100 vàng nâu 6, size 71-72kg đến 76-77kg mặc vừa. Bộ em mặc là nó có màu một phần và nó đủ từ size 2 đến size 6 cho các chị nha. Size 2 là 55-56kg, size 3 là 60-61kg. Rồi chị nào chốt thì lên đúng giúp em và nghe kỹ cái size nha cả nhà ơi. Bộ em mặc size số 4 cho chế hoa lên 80 ngàn, chất không lay dâu đẹp lắm chứ. Còn dở mấy. Em là 1m58, em mặc nó cỡ này. Em mặc size 2 thì nó hơi rộng xíu, cái chị mặc đúng size nó sẽ rất là đẹp nha. Rồi. Rồi cái này là chị nào chốt thì lên giúp em 100 vàng nâu 6 nha. 100 vàng nâu 6. Là nhiều nha chị ơi. Vàng nâu 6 cho chế Nguyễn Liên. Nè chế Nguyễn Liên nè, chị nhận được hai bộ đồ rồi, kiểu dáng đẹp, mặc quá ok. Nói thật mua nhiều chỗ rồi mà về toàn bỏ không mặc được. Shop này là ưng ý nhất, từ bà ba đến đồ bộ mặc đều đẹp. Chất vải đẹp, kiểu dáng đẹp, giá lại mềm. Cho điểm 10 cho shop và xuất sắc. Đúng với cái tên hàng đẹp giá rẻ, chị cũng biết may. Mua một đống vải về chắc phải bỏ xó vì shop này luôn. Cảm ơn chị Nguyễn Hằng nha. Trời ơi em cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chế đẹp. Áo dài chắc tầm khoảng 7 ngày nữa chứ ơi. Em cắt, chị tôi em chỉ cắt ngày hôm qua hôm kia gì đó. Thì đưa đi mai chắc cũng tầm khoảng 7 tới 10 ngày mới xong á chị. Hôm bữa chị Mai Anh Phan có lấy được cái áo dài nào không? Em còn một cái áo dài beo cam size số 2 nè, có chị đẹp nào lấy không? Cái áo không à mấy chị, với lại là em còn bộ tím khắc mới xả ra nè. Có chế đẹp nào lấy không? Cái này là nguyên bộ, tím này là size 3. Bộ em mặc có size số 6, chị Thức Lan Duyên 80 ngàn, bộ em mặc 80 ngàn. Đây nhắc áo dài, để em lên áo dài cho mấy chị. Áo dài em còn được một bộ ha, một bộ tím size số 3, chị đẹp nào lấy nha. Nguyên bộ thì nó sẽ là 180 ngàn. Cái này cái chị mặc với quần giả váy nha, mặc với quần giả váy. Cái áo dài bộ màu tím size cho cái chị đẹp nha, em tầm khoảng 56-57kg. Cái này tầm khoảng 57kg đến 61kg mặc đẹp đó mấy chị. 61-62kg là mặc đẹp cái áo dài này nè. Tầm khoảng 57kg đến 61-62kg là mặc đẹp cái áo dài này nha. Chị nào lấy thì lên giúp em là tím 3, 180 ngàn. Còn cái này là cái áo không à, em còn cái áo không à. Cái này là hôm bữa phối với quần đen nha. Nhưng mà nó nhiều quá nên là mấy chị muốn mua quần lẻ em bán quần lẻ thôi. Giờ còn cái áo về cái chị có thể phối với quần áo dài ở nhà mình đó. Cái áo không thì 100 ngàn. Đây là chế rất là đẹp luôn ha, beo cam size số 2, chế nào lấy thì chốt dưới đây. Quá đẹp luôn. Em ăn thường em mang giày dép là em ăn tầm khoảng 5 phân với 7 phân đó chị. Là lên cái chiều dài đồ áo nó sẽ vừa luôn ha. Áo dài beo cam size số 2 em chốt cho chị sen trắng. Bộ em mặc size số 6 cho chị Thức Lê Giang Lan Duyên. Bộ em mặc không có size số 1 chứ anh Phan. Bộ em mặc không có size số 1, size số 2 tới size số 6 rồi chứ không có 1.
Rồi bộ này nha cả nhà, bộ này là quần ống rộng. Bộ này là quần ống rộng. Các chị lên giúp giùm em. Mã này mã M6 nha. M6 size 6 luôn, em sale cho các chị còn 100.000. Giá này là thun Hàn Quốc nha các chị. Tầm khoảng 72kg tới 77kg mặc đẹp. 72kg tới 77kg. Lên giúp giùm em là 100.000, em sale cho mấy chị 100 ha. Bộ này là em bán 180, nó còn có mấy bộ rồi em sale cho mấy chị luôn, giá còn 100.000. Bộ em đang mặc size số 2 cho chế sen trắng. Lên giúp em 100 M6, 72kg đến 77kg, mặc vừa bộ ống rộng các chị. Giải thun Hàn Quốc giúp em nha, rất là đẹp luôn. Cái này là thiêu trực tiếp nè. Rồi chốt giúp giùm em 100 M6, rất là đẹp. Em có hai bộ. Rồi em còn một cái áo khoác đớm hàng 5 túi nha cả nhà. Một cái áo khoác đớm hàng 5 túi, mặc rất là đã luôn nha mấy chị ơi. Em có chừa lại được một cái. Em mặc nè. Hàng này hàng 5 túi nha. Ở phía trong á là nó sẽ là 3 túi, nó có một túi nó có dây kéo. À, hàng đớm này là đớm loại 1 nha mấy chị, đớm rất là đẹp nha. Em sale cho các chị đẹp nhà em còn 80.000, 85.000 hả? Đây hôm bữa mình bán nhiêu, 90 hả chị? 90. Rồi, còn cái một hả? Bán cho mấy chế giá 80 luôn. Lấy thì không lấy, em chừa là em mặc nữa đó. Áo khoác em mặc hao lắm. Áo khoác em á là em mặc chừng 3-4 tháng là em bỏ một cái rồi mấy chị. Tại em mặc ngày nào cũng mặc. Đây, chị nào lấy áo khoác thì lên giúp em áo khoác nha. Áo khoác cho chế Ngọc Đức. Con bỏ ra 100 M6 cho chế Ngân Tường. 100 M6 cho chế Hồng Thu. Rồi áo khoác em chốt cho chế Ngọc Đức là em hết rồi. Chế Ngọc Đức lấy áo khoác đúng không chứ? 55-56kg trở lại. Rồi cái chị mặc ok. Áo khoác em hết rồi, còn có 1 cái nè mấy chứ. Đẹp lắm luôn áo khoác này nha. Chốt rất là đanh luôn. Ok cho chế Ngọc Đức. Ống rộng 100. Rồi bộ này chất liệu vải solen nha các chị. Ống rộng giúp em nha. Em sale cho mấy chị còn 150. M6 là không có size số 5 chị. Có nghĩa là M6 có nghĩa là nó là size 6, em mới lên M6. Có một size 1. Rồi bộ này là bộ ống rộng nha. Bộ ống rộng, bộ này em sale cho mấy chị còn 150. Còn 150 có bộ nào size 1 không? Cái này em còn size 1 với size 2 không à cả nhà, nó không còn size khác nha. Em sale cho mấy chị còn 150. Ống rộng solen. Bộ em mặc và giả váy lỡ 80.000. Chất lai dông, còn cái này là chất solen nha. Solen hàng thiêu trực tiếp. Em sale cho mấy chị còn 150. Em còn cái này size 1 với size 2 không ạ? Rất là đẹp. Chất liệu vải solen hàng thiêu trực tiếp nha các chị. Lên giúp giùm em cái này là tím đậm nha, tím đậm em còn được size số 1. Size 2. Tím khác. Năm mươi 51kg trở lại mặt vừa. Chị nào gọn gọn người, cao cao tí xíu 52kg cũng được nha mấy chú. Tím 2 em lấy cho chị tím này nha chị Ngọc Đức. Em còn bộ tím mực nè, cái này tím mực này đẹp nè. Còn tím em đang mặc là size 1, em lấy cho chị Ngọc Đức bộ này. Tím này ha chị, tím này đẹp nè. Tím mực em còn được bộ size 1 ha. M6 em hết rồi chị Nguyễn Liên ơi. M6 em hết rồi. Ok cho chị Ngọc Đức bộ này. Còn bộ nào size 2 màu đen cả nhà ơi. Đen em còn được size 1 với size 2 luôn. Cái này thì nó đen thiêu vàng em còn được size 1 với size 2 luôn. Cái chị đẹp chốt giúp em này. Bộ em đang mặc chị nào size 1 với size 2 đó, cái chị giờ size 1 hoặc là size 1 với 51-52kg chị chốt thì mấy chị đẹp lắm luôn. 150 là siêu rẻ luôn. Rất là đẹp. Kiểu cũng đẹp, thêu cũng đẹp đó. Rồi màu đen nha, đen thêu vàng em còn được size 1 với size 2 luôn.
đang thiêu vàng, em còn được size 1 với size 2, cái chị đẹp chốt giúp em ạ. Đang thiêu vàng. Đang thiêu vàng em còn được size 1 với size 2 cả nhà mình nha. 150 sô len quần ống rộng. Rồi em có đang thiêu tím. Đang 2 cho chén ngọc đức. Đang thiêu tím thì em còn duy nhất size số 1 ạ. Đang thiêu tím em còn duy nhất size số 1 các chị. Chị nào 52kg thì cao 1m57, 58 trở lên với em. Còn chị nào hơi thấp người thì 50kg trở lại. Chốt giúp giùm em bộ này. Đen thiêu tím nha các chị, đen thiêu tím. Chất liệu vải su len, em sale cho mấy chị còn 150. Rồi, màu hồng ruốc. Hồng ruốc em còn size số 1 luôn. Cái lò mẫu này em còn size số 1 là nhiều nha mấy chị. Giờ còn size 1, không có hết size 2 rồi. Chốt em màu hồng ruốc nha, hồng ruốc quá đẹp luôn. Còn xe 1 51, 52kg trở lại. Cao 1m55 trở lên với em. Chị nào dưới 1m55 thì 50kg trở lại. Lên với em màu hồng rút. Rồi màu này lên giúp dùm em là màu xanh riêu. Chốt em màu xanh riêu nha cả nhà. Màu xanh riêu. Chốt em màu xanh riêu. Xanh riêu cũng còn xe số 1. Bây giờ em còn xe 1 không. Đỏ đô, quá đẹp. Chớ em đỏ đô nha cả nhà, đỏ đô. Đỏ đô cả nhà mình ơi, đỏ đô. Rồi, lên mẫu công thiêu đi chị. Dạ bấy công thiêu. Tím chẩm. Tím chẩm em còn được bộ xe 1 luôn chị. Thì em còn nhưng mà không biết là còn mẫu gì nha chị ơi. Tại vì bữa like cũng có mẫu hết, cũng có mẫu còn. Giờ cái mẫu mango là cái em phải like em mới biết còn mẫu nào. Tại vì mẫu nó không có soạn mẫu chứ. Không có soạn theo mẫu được tại nó tùm lum. Rồi chốt giúp dùm em mẫu này màu tím chẩm nha. Lên giúp em màu tím chẩm nha chị. Tím chẩm lên giúp em màu tím chẩm nha chị. Rồi em lên cho các chị bộ giả váy chất liệu vải sô len luôn ha, hàng thi công. Là toàn là mình mang khỏi tắm đi, mùi mắm không khỏi tắm đi. Tắm ruốc, mắm tôm. Tắm cũng nghe mùi luôn. Không phải tôi tắm trong nhà tắm đâu, ngoài giữa cái xôi xôi tắm nó có cái mùi gì được trời. Sao tôi tắm là tôi không nghe thơm. Nghe tới dưới vậy mà. Hồi tới mới chế bây giờ. Cái này là cái shop em là mùi mắm ruốc không mà mấy chế ơi. Rồi bộ giả váy nha cả nhà ơi. Em like tiếp tục cho cái chị bộ giả váy nha. Giả váy thiêu công nha. Chất liệu vải sô len luôn. Em còn được có vài bộ rồi. Em sale cho mấy chị bộ này. Hôm bữa mình sale như này chứ. 165 hả? 260. Rồi màu 60 nha cả nhà. Bộ giả váy này em sale cho mấy chị còn 160. Rất là đẹp. Màu này là màu hồng phấn nha cả nhà, màu hồng phấn. Lên giúp dùm em màu hồng phấn đi cả nhà. Rất là đẹp luôn, 160. Chớ em màu hồng phấn. Còn size mấy nữa chị? Hồng phấn em còn được size 1, size 2 và size 5. Các chị đẹp chốt em màu hồng phấn nha. Em sale cho mấy chị còn 160 nha các chị. 190 em sale còn 160. Rất là đẹp luôn. Quần giả váy. Rồi chốt em mã này màu hồng phấn. Màu này lên giúp em màu vàng. Vàng em còn size 1, size 5 và size 6. Size 1, size 5 và size 6 nha các chị. 156 lên giúp em màu vàng. Size 1, size 5 và size 6 lên với em vàng. Hồng phấn size số 1 em chốt cho chị Hồng Duyên. Tên giúp em vàng nha cả nhà ơi, vàng. Đồ bộ 68kg cho em chiều cao đi chị. 68kg cho em chiều cao nha. Màu này lên giúp em màu xanh lý. Màu xanh lý em còn được size 1 với size 5. Cái chị đẹp chốt em màu xanh lý.
xanh lý còn size 1 với size 5 cái chị. Chớ em màu xanh lý nè. Màu xanh lý. Chớ em màu măng cục, tím măng cục các chị. Một cái 65-68kg. Là thường là mặc size số 5 hoặc là size số 4 nha chị, tùy mẫu. Nhưng mà em không có bảo đảm được cái chiều dài nha. Một cái 65 em không có bảo đảm cái chiều dài. Xanh lý size số 5 cho chị Ngọc Ngọc. Là em hết xanh lý 5. Ủa còn hả chứ? À xanh lý 5 cho chế Nguyễn Liên. Em là 1m58. Em nặng 50kg nha các chị. Em đang eo em là tầm khoảng 65-66. Là em đang mặc size số 1. Size 1 là thường 50kg, 50-51kg. Eo tầm khoảng 72-73 trở lại thì các chị mặc ok. Rồi rồi chốt giúp giùm em nha cả nhà. Hàng Solen em không có ra ống nhỏ với chị, em ít có ra ống nhỏ. Solen nhà em một là giả váy, hai là ống rộng thôi. Vàng này không phải là vàng bò mà cũng không phải là vàng tươi luôn chị, nó là vàng đậm nha, nó là vàng đậm thôi chứ nó không có qua tới vàng bò. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị, màu tím măng cục. Tím măng cục em toàn size 1 với size 3. Tùy theo sở thích của mấy chị thôi, nhưng mà thường hàng Solen em sẽ không có ra ống nhỏ ít lắm. Tại ống nhỏ em bán không có được, ống nhỏ em bán chậm đó. Ống nhỏ thì ở trên thị trường nhiều lắm, mấy chị không mua shop em thì có nhiều shop bán hàng Solen á. Solen ống nhỏ trên thị trường nhiều mà, nhưng mà ống rộng với giả váy thì ít nha. Tại vì Solen đó là em lâu lâu em mới ra mẫu mấy chị, chứ em không có ra liên tục hàng Solen, nên là thường em ra là những cái hàng khác trên thị trường em mới bán được. Còn ví dụ như hàng ra đụng hàng với người ta cạnh tranh không có lại, tại vì có một vài mẫu thôi. Rồi lên giúp giùm em ha. Chớ em màu tím măng cục đi cả nhà. Tím măng cục em có được size 1 với size 3. Chớ em tím măng cục. Rồi màu xanh rêu. Xanh rêu thì em còn với size số 3 thôi. Tập khoảng 57kg ha, đến 60-61kg mặc vừa. Ống rộng mấy chị mặc lớn lớn tuổi trung niên tí xíu mình mặc rất sang lắm. Rộng với giỏ váy. Chốt giúp giùm em mã này nha các chị. Chốt giúp giùm em là màu xanh rêu. Màu xanh rêu em còn duy nhất size số 3. 57kg đến 61kg mặc dừa. 57kg đến 61kg. Tím 60kg chị Mai Nguyệt. Chị Mai Nguyệt 60kg cao bao nhiêu vậy chị Mai Nguyệt ơi? Tại nó có giá sẵn rồi hả? Không 0971 542 449 là số điện thoại của chị Mai Nguyệt đúng không? Tím 3 cho chị Mai Nguyệt là em hết rồi chị Ngọc Ngọc ơi. Em còn xanh riêu xe số 3 nha, tím 3 em hết. Rồi xanh Coban. Coban em còn được xe 1, xe 2 và xe 3. 1m64 là em không có bảo đảm được cái chiều dài nha cả nhà. Em là 1m58 nha. Chị nhìn giúp giùm em. Để thôi á là như có vô điện ghé giao hàng gì thì tiện đi. Nó giật lắm cái cửa nó giờ. Không dám giật. Nó giờ. Nguyên chú em màu này là màu Coban nha các chị. Coban em còn được size 1, size 2 và size 3. Coban em còn 1, 2, 3. Các chị đẹp chốt giúp giùm em là Coban ha. Đẹp xuất sắc luôn nha cả nhà ơi. Coban. Coban này đẹp nè các chị. Chốt em Coban ha. Rồi màu đen. Màu đen em chỉ còn được một bộ size 5 hả chứ? Màu đen em chỉ còn được có một bộ size 5 thôi. 66kg đến 70-71kg một giường. Coban 3 cho chế Mai Nguyệt luôn. Ok. 160 hả các chị. Quá rẻ luôn. Hàng Solen thường là cái chị mua ít nhất, rẻ nhất cũng phải là 180-190 nha. Này nó dính phấn nha, nó dính phấn nha, mấy chị già, mấy chị giặt là nó ra. Chốt em bộ này là đen nha, cái chị em còn bộ đen 5. Cái chị đẹp chốt giúp em là đen 5. 66kg đến 70-71kg mặc vừa lên giúp em là đen 5. Rồi em còn được một bộ nha. Rồi em đang mặc nha các chị, em dơ màu lại cho các chị xem nha. Chị muốn em mặc lại màu nào thì nói em mặc lại. Màu xanh Coban em còn được size 1 với size 2. Hiện tại Coban em còn được 1 với 2.
chó em là Coban nha các chị, Coban mà xanh Coban quá đẹp luôn á các chị. Chó em Coban rồi, chó em màu này nha, màu xanh riêu. Xanh riêu em còn duy nhất size số 3, chó em màu xanh riêu 160 nha các chị, đẹp lắm. Chó em màu xanh riêu, màu này lên giúp giùm em là màu tím măng cục. Tím măng cục em còn được bộ size 1, 50-51kg trở lại mặt dừa, lên giúp em tím măng cục. Tím măng cục nha cả nhà, tím măng cục. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu xanh lý. Xanh lý em còn size 1 với size 5. Xanh lý em còn được size 1 với size 5. Chị Hương đưa em ly nước lên chị Hương. Màu vàng cả nhà ơi. Vàng em còn được 1, 3, 5 hay không? Không, cái size đó size 1 có 1 chút rồi. Dạ. Còn 5, 6. Vàng em còn được size 5 với size 6. Ờ không, phải vàng còn không có hết chứ. Vàng còn 1, 5, 6. Cái chị lên giúp em vàng nha chị. Vàng này vàng đậm nha chị ơi. Nó không phải vàng đồng mà nó cũng không phải vàng tươi luôn. Vàng nha cả nhà, vàng 5 cho chị Ngọc Ngọc. Ok chứ Ngọc Ngọc. Rồi em hết nha cả nhà, em hết cái mẫu này nha. Hồng phấn em đang mặc là còn size 2 với size 5. Cái chị đẹp lên giúp chị em là hồng phấn. Rồi em qua thêm cái mẫu nữa cho mấy chị nha. Ok chế tiền trần em chốt cho chế cô Banh ha. Là xưởng về em gửi chung cho chế. Dạ. Rồi em lên cho các chị bộ bà ba nút thắt nha các chị. Bà ba nút thắt màu. Không, bữa nay không có là mango chị ơi. Nói chung là em lên lộn xộn nha các chị, cứ chờ coi giúp chị em đi. Chứ không có lên nhất thiết một cái gì hết. Bộ bà ba nút thắt nha cả nhà. Em sale cho mấy chị giá còn 100 ngàn một bộ. Chất lai dông luôn nha. Em sale cho mình còn 100 ngàn nha cả nhà. Màu em đang mặc là màu nho. Màu nho em còn được size 2. Một bộ màu xanh Coban chứ Hồng Duyên mặc size số mấy à? Còn 2 với 3 hả chị? 2 không à? Màu đỏ rồi. Bộ bà ba nút thắt nha cả nhà, em sale cho cả nhà còn 100 ngàn một bộ ha. Em còn màu nho là em còn được duy nhất size số 2 thôi, 55kg trở lại mặt dừa. 55kg trở lại mặt dừa, lên giúp em màu này là màu nho, giá 100 ngàn. Xin Coban size số 1 chốt cho chế Hồng Duyên. Màu nho cả nhà ơi, bộ bà ba nó thắt chất không lai dâm rất là đẹp luôn. Lên giúp em màu này là màu nho, nho hai. Chớ em nho hai. 100 ngàn một bộ. Chớ em màu nho nha. Rồi màu xanh Coban. Em còn được size 1 với size 2, lên giúp em là Coban. Size 1 là 50kg và size 2 là 55kg. Chốt em là Coban, Coban em còn được 1 với 2. Chị bật cái volume của chị lên, chị Nguyễn Mai Mai ơi. Bật cái volume máy của mình lên. Chốt giúp em mã này nha, cái chị lên giúp giùm em là màu xanh Coban nè. Xanh Coban em còn được size 1 với size 2. 1 là 50kg, 2 là 55kg. Lên giúp em màu này là màu xanh bơ. Xanh bơ em còn duy nhất một bộ size số 1. Chốt em là màu xanh bơ. Tại vì á, là thường á, là không có. Ví dụ như tụi em like ít có khi nào bị tiếng nhỏ lắm. Tiếng nhỏ là do bên máy của mấy chị. Đặt cái volume lên.
rồi, màu cam đất nha cả nhà. 1m50 nặng 50kg là mặc size số 2 nha chị Cẩm Lân. Cô Nga ơi, hai bộ cô Nga hồi qua cô Nga chốt á, tại vì á cô Nga kêu lấy gửi đi luôn, nhưng mà bên con gọi cô không có nghe máy, với lại là con thấy cô có chốt thêm một bộ tím, cô hỏi bộ tím xấu mà cái bộ con mới đăng hình đó, thì cô có lấy luôn không, là cuối cùng cô chốt 3 bộ hay là 2 bộ à? Trong thì mấy bạn nhà con gọi lại cho cô, tại vì lúc mà cô gọi lại là mấy bạn nhà con đã ốp máy rồi. Chốt em màu này nha cả nhà, lên giúp em màu này là màu cam đất à. Nên là không biết cô Mai cô nghe chốt mấy bộ nên là mấy bạn nhà con chưa có gửi. Cam đất em còn được size 2 với size 4 cả nhà. Cam đất em còn được size 2 với size 4, cái chị đẹp chốt em ha, em sale cho cả nhà mình còn 100 ngàn một bộ nha các chị. Bộ bà ba nút thắt màu rất là đẹp luôn. Lên giúp giùm em màu cam đất, em còn được size 2 với size 4. Rồi màu này lên giúp em màu đỏ rượu. Đỏ rượu em còn được bộ size 3 cả nhà. Đỏ rượu em còn được một bộ size 3. Cam đất size số 4 em chốt cho chị miền Tây quê tôi. Hello chị đẹp. Rồi lên giúp em màu này nha mấy chị ơi. Màu này lên giúp em màu đỏ rượu. Đỏ rượu em còn được một bộ size số 3, 55kg đến 60kg mặc vừa rồi, em hết nha. Em hết ạ. Rồi em lên cho cái chị bộ cổ bao lăng tông. Đỏ rượu 3 hả chế Phượng Hồng ơi, chế Phượng Hồng chốt đỏ rượu 3 hay gì chứ. Cam đất chị Lê Kỳ, lên giúp giùm em con nặng chiều cao và kèm với số điện thoại. Khách mới nha chứ. Cho em con nặng chiều cao kèm với số điện thoại. Chế Duyên Hồ, chế Phượng Hồng lấy đỏ rượu 3 hả chứ. À, em lên cho cái chị bộ này luôn. Bộ này đẹp nè, bộ cách tân bà Lai. Em còn được một ít nè. Cam đất size số 2 cho chị Đỗ Sang. Còn được mấy bộ chứ? Còn bộ nữa. Còn được bộ nữa. Đúng rồi. 2 bộ, 3 bộ, 3 bộ. Còn 2 bộ nữa. Hết cũ mà xài nít mới đúng không chị? Hết cũ mà xài nít mới đúng không? Rồi ok, vậy là chị biết sai nha. Rồi em lên cho cái chị bộ bà Lai cách tân này. Cái chị bộ này đẹp nè, bà Lai cách tân mèo. Bộ này đẹp xuất sắc luôn, em toàn được có như đây. Đây chị đi. Cái bộ xe số mấy chị? Xe 2. Cuban xe số 2 nho 2 cho chế Hà Hồ. Rồi vậy là cô nghe lấy hai bộ ống rộng màu thôi ha. Rồi ok cô. Đỏ rượu 3 em hết à. Cô có lên màu chưa? Tại hôm qua chưa có điện. Có hôm qua cô có màu ở trên đó luôn mà chứ. Cô nghe lấy màu gì với màu gì bình luận lại giúp con đi cô nghe. Qua cổ có bình luận màu luôn mà em. Hôm qua em chụp lên là nó có cho nó đó chị đẹp. Mình to lại thì không còn. Rồi chốt giúp em nha cả nhà. Em 1m58 là em mặc cái chiều dài nó vậy nè. Chị coi giùm em nha. Nên là chị nào cao quá là em không có bảo đảm cái chiều dài nha mấy chị ơi. Tại vì lô hàng á nhiều khi em cũng không có biết chiều dài, chị tư em chỉ cắt bao nhiêu nữa.
là ví dụ như 1m55 tới 1m6 thì ok nha. Còn ví dụ như mấy chị cao hơn nữa thì em không có bảo đảm được. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha. Em đang mặc màu này là màu cà phê sữa. Bộ này hôm bữa là em bán cho mấy chị là giá 140. Giá 140 ha. Hôm nay em sale cho mấy chị giá còn 125.000. 125.000 nha các chị ơi. Bộ này là bộ cách tân nha, bộ cách tân bà Lai rất là đẹp luôn. Và xanh két với là xanh đen của cô nha. Đủ luôn. Đó. Sáng. Rồi bộ này em sale cho mấy chị đẹp nha, em giá còn 125 ha, các chị nhìn giùm em nha. Quần là lúc nào em cũng qua uống như thế này nè. Em là 1m58 em mặc cỡ này, các chị đẹp giống như em. Số 2 màu cà phê sữa cho chế Lê Chị. Rồi em sale cho mấy chị còn 125.000 nha. Rồi cô Nga đủ 2 bộ nha cô. Màu xanh đen với màu xanh két size 66. Màu em đang mặc, các chị lên giúp em màu cà phê sữa nha các chị. Màu cà phê sữa 125. Chị Quỳnh luận lên mẫu trước em mặc còn không? Chị mặc size số mấy chị? Chị mặc size số mấy, tại vì nó còn lẻ. Nó còn size 1, size 2 vậy không à. Đơn y đơn luôn. 165. Rồi bộ em mặc là sale cho mấy chị giá 125 nha, bộ bà Lai cấp tân nha cả nhà. Size 2 hả chị? Size 2 cái mẫu 100.000 là em còn được màu nho với lại là màu cam đất với lại là màu xanh coban, còn được 3 màu. Đây em còn được 3 màu ha, em sale còn 100.000 màu nho chứ. Cái số 2 màu cam đất với lại là màu cà coban. Coban nha. Rồi lên với em màu nâu đất nha cả nhà. Cô Nga có nha cô Nga ơi, cô Nga đủ 2 bộ đó, màu xanh két với màu xanh đen. Bộ ấm rộng thiêu 165.000. Cà phê sữa size số 4 em chốt cho chị Ngọc Ngọc. Bộ em mặc thì em sale cho mấy chị là giá 125. Bộ này là em hàng mới luôn đó. Lô này em về em bữa giờ là chưa không có sale nha mấy chị. Bữa nay sale cho mấy chị còn 125. Màu này màu nâu đất giúp em với chị, em đang mặc là cà phê sữa. Màu này màu nâu đất nha, nâu đất em còn được size số mấy gì chứ? Số 2 hả? Số 2, số 5, số 6 hả? Nâu đất em còn được size 2, size 5 và size 6. Đồ mango là em còn nha cả nhà ơi, nhưng mà nó còn lộn xộn mẫu nha. Nó còn lộn xộn mẫu. Lên giúp em màu nâu đất cả nhà, nâu đất 125.000 các chị ơi, rất là đẹp luôn. Màu này lên giúp giùm em là màu xanh cổ vịt. Em còn được 236, lên giúp em màu xanh cổ vịt. Đẹp quá đẹp. Chốt em màu xanh cổ vịt nha, xanh cổ vịt em còn được size 2, size 3 và size 6. Nâu đất size số 2 cho chế Quỳnh lận. Bộ trước hết size 3 rồi chị Phượng Hồng, còn size 2 không à. 125.000 chị mua bộ này đi, rất đẹp nè. Thêm có 25.000 nữa, bộ cách tân. Bộ này kiểu đẹp. Lên với em bộ này là lên với em màu xanh cổ vịt nha. Size 1 là 50-51kg tùy chiều cao chị. Mình chưa biết size thì mình lên cân nặng chiều cao giúp em nha. Chưa biết size thì lên cân nặng kèm chiều cao, em sẽ tư vấn cho mày buổi trưa. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Lên giúp giùm em mã này là màu xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt em còn được 236. Chốt em màu xanh cổ vịt. Rồi màu này lên giúp em màu đỏ mận. Đỏ mận em có size 1 với 6. Đỏ mận em còn size 1 với size 6 thôi mà. Chớ em màu đỏ mận cà phê sữa size số 4 chị chế miền Tây quê. Hết con bộ. Đúng rồi, con bộ số 4 à. Còn 5 không chứ? Còn 6. Rồi chế miền Tây quê tôi cà phê sữa em hết 4 luôn rồi, hết 4 hết 5 luôn rồi chứ. 236. Chớ em màu này nha cả nhà, chớ em màu này là màu đỏ mận 1 số. Em còn được size 1 với size 6, chớ em màu đỏ mận. Màu xanh bơ. Xanh bơ em còn được size 1 với size 3. Xanh bơ em còn được size 1 với size 3. Các chị đẹp chốt em màu xanh bơ. Và xanh bơ này mà trắng da lắm nha mấy chị. Chốt em màu xanh bơ nha. Bơ còn 1 với 3. Bơ sữa 3 chị chế Phượng Hồng. Rồi màu này lên giúp dùm em là màu đỏ đô.
đỏ đô em còn được 1 với 3 luôn. Giống em màu đỏ đô cả nhà. Đỏ đô em còn được size 1 với size 3. Các chị đẹp giống em đỏ đô nha. Giống em màu đỏ đô ạ. Màu đỏ đô. Màu hồng da. Hồng da em còn được bộ 5 với bộ 6. Giống em màu hồng da. Quá đẹp luôn chị ơi. Hồng da em còn được bộ 5 với bộ 6 ha. Các chị đẹp lên giúp em màu hồng da. Hồng da em còn được bộ 5 với bộ 6. Giống em màu hồng da. Rồi em hết rồi đó các chị. Em có bao nhiêu màu đó thôi. Em dơ lại cho các chị ha. Hồng da em còn được size 5 với size 6. Bộ này là 125.000 nha các chị. Em sale cho mấy chị còn 125. Rất đẹp luôn. Tai lỡ. Bộ bà lai cấp tân. Màu hồng da còn được size 5 với size 8. Đỏ đô. Đỏ đô còn 1 với 3. 1, 3, 6, 1. Đây nè. Đỏ đô em còn được 1 với 3. Cái chị đẹp chốt em ha. Đỏ đô. Hồng da 5 cho chị 7 đậm. Lên giúp em đỏ đô đi cả nhà. Đỏ đô em còn được size 1 với size 3. Cả nhà chốt em đỏ đô. Cái nào size 3 với size 1 chốt màu xanh bơ là đẹp nè các chị. Xanh bơ em còn được 1 với 3. Màu xanh bơ em còn được size 1 với size 3. Cái chị đẹp chốt em màu xanh bơ. Màu xanh bơ ha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu đỏ mận. Đỏ mận còn 1 với 6. Đỏ mận em còn được size 1 với size 6. 125.000 một bộ. Hồng da 70kg vừa không? Vừa nhưng mà hết rồi chứ. Em còn bộ hồng da 6 hết rồi. Nếu mà 70kg thì 1m50, 51, 52 thì 70kg mặc size 6 thì ok. Nhưng mà cao hơn thì mặc nó hơi rộng. Chốt em màu này nha các chị. Lên giúp em màu đỏ mận. Hơi thoải mái tí xíu mình chịu thì mình lấy về mình nhấn bên vô. Đỏ mận là em còn được size 1 với size 6. Màu này lên giúp em màu xanh lý. Xanh lý hay xanh cổ mịch? Xanh lý đi các chị. Nãy em lên xanh lý, xanh cổ mịch gì em quên rồi. 236 thôi chứ. Em còn size 2, size 3 và size 6. Các chị đẹp chốt em nha. Xanh lý hay xanh cổ mịch gì cũng được các chị. Đỏ mận size 6 em chốt cho chị 7 đồng. Màu này đẹp nè, màu này em còn được 236. Lên giúp em màu xanh lý ha, màu cổ vịt gì cũng ok ha. Rồi màu nâu đất. Nâu đất em còn được size số 5, size số 2. 2 chốt rồi hả? 3 5 6. Rồi, màu nâu đất này em còn được 356. Lên giúp em màu nâu đất cả nhà. Nâu đất em còn được size 3, size 5 và size 6. Xanh lý size số 2 em chốt cho chế sen trắng. Chốt em màu này nha cả nhà. Màu này lên giúp em nâu đất nha. Nâu đất em còn được 356. Rồi màu tím đậm em còn được một bộ size số 1. Xanh lý 6 em chốt cho chị 7 đậm. Màu nâu đất size số 5 cho chế ngân trường. Ngân tường. Phê sữa 6 còn không? Còn một bộ. Còn một bộ chứ ly lê chị. Tím đậm em còn được một bộ size số 1. Nâu đất size số 3 cho chế Thanh Nguyễn. Đất màu. Cái màu xanh bơ, để em mặc lại màu xanh bơ cho. Đây nguyên nguyên hàng hả chốt luôn. Màu nâu và màu tím đậm nha. Tím đậm em còn được bộ size 1. Màu xanh bơ em còn được bộ 1 với bộ 3 nè các chị. Màu xanh bơ đẹp. Bộ em đang mặc 55kg hả, size 2 còn hả chứ. Size sữa 6 em chốt cho chế Lê Trị. Xanh bơ em còn được 1 với 3 nè cả nhà. Xanh bơ em còn được 1 với 3. Nâu đất 6 còn đúng không chứ? Còn em chốt cho chế Thức Lê Giang. Thức Lan Duyên. Em cứ đọc lộn cho tên chế lại. Xanh bơ 3 cho chế Lê Kỳ. Màu xanh bơ đẹp lắm đó chứ. Chớ em màu xanh bơ ha.
sửa size số 2 đi chế hàng hồ. Chốt em màu bơ, bơ em còn được bộ 1 chứ chị. Xanh bơ em còn được bộ 1, em đang nặng 50kg trở lại bơ. Em là 1m58 nha, em nặng 50kg luôn. Em đang nặng size số 1. Hồng da em còn được bộ size 6 nha cả nhà. Hồng da em còn được bộ size 6 nha. Rồi em lên cho cái chị bộ cổ bao lăng tông ha. Cổ bao lăng tông em coi cho cái cột cọc mẫu nó nằm đâu vậy nguyên nhất chị. Bao lăng tông là 140 một bộ nha các chị, chất không cắt ý rất là đẹp luôn ạ. À. Đây bộ cổ bao lăng tông tay dài nè, thun cát ấy. Sinh lý size số 2 mình còn không chứ? Sinh lý size số 2 em chốt cho chế Hà Hồ. Mình cứ theo dõi like như chị An em thôi. Em like bất thường. Nhiều khi có đồ mới về thì em lên mẫu trước cho mấy chị em like cái hàng mà bữa nào mà không có đồ mới về thì em giống như em ngẫu hứng em muốn lên mẫu nào em lên đó. Cái này like bữa nay xong rồi chị cọc theo lông đi. Còn nhiều lắm chị Lê Hằng ơi, mình vào ở khúc nào thì mình coi khúc đó nha. Rồi bộ cổ bao lăng tông chất này là chất thun cát ý giúp em nha các chị, thun này là bao đẹp luôn nha. Bộ này là bộ cổ bao lăng tông tay dài 140, chất liệu vải co giãn 4 chiều giúp em. Mã em đang mặc là mã họa tiết, cái này thì nó không có xẻ đinh hai bên nha cả nhà, nó chỉ xẻ phía trước thôi nha. Thun này là mặc 3 mét luôn nha các chị, không có bị nóng lực đâu nha. Thun cát ý, quần ống nhỏ giúp em. Em đang mặc mã này nha cả nhà. Size 1 là 51-52kg trở lại mặc vừa. Size 2 là tầm khoảng 57kg. Size 3 là 62kg. Size 4 là 67kg nha. Size 5 là cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 70-72kg. Và size 6 hiện tại là size 6 em hết ha. Chị còn được có size, tới size 5 thôi. Rồi mã họa tiết này em còn được size 1, size 2 và size 3 cho các chị. Size 1, size 2 và size 3. Thục Lan Duyên, dạ rồi, ok. Ok, chế Thục Lan Duyên, tên đẹp quá. Rồi, em đang mặc nha các chị. Bộ em mặc là giá 140, chị Nguyễn Hồng ơi. Chất thun cát ý giúp em. Cái thun này em đang bị đứt hàng nè mấy chị. Cái thun này là về mấy tháng mới có một công ở bên kia mới về. Mà nhiều khi không có hàng. Đợt này cái công mới về, nói chung là cái này nó bị đứt hàng luôn. Nó bị đứt cái hàng vải luôn rồi. Chắc cũng phải vài tháng nữa mới có lại. Lên giúp em mã này mã kẻ cam nha cả nhà, kẻ cam vải này mặc siêu thích luôn. Cái chị chốt đi mùa hè chị nào mà đang ủ kem nữa này kia là đang xài kem trắng rồi là dưỡng da đó, chị mặc cái bộ này là ok ha, nó không có bị nực, mát lắm. Em đang mặc là mã họa tiết, mã này lên giúp giùm em là kẻ cam size 4 với size 5 thì em chỉ còn duy nhất cái họa tiết này thôi nè cái chị, 6 là hết luôn rồi. Rồi lên giúp em kẻ cam nha, kẻ cam. Rồi bộ này lên giúp giùm em nha, mã này là mã nâu, lên giúp em mã nâu, khách nhà em cực kỳ thích cái vải này luôn, lên giúp giùm em mã này mã nâu nha cả nhà, mã nâu, thun cát ý giúp em, xà vô nó mịn lắm. Rồi lên giúp giùm em mã này mã đỏ, chốt em mã đỏ, 47kg mà size 1 nha chị Nguyễn Khoa, đỏ còn 1, 2, 3, đỏ em còn được size 1, size 2 và size 3, cái chị đẹp chốt em mã đỏ, bộ này đẹp quá chị. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã hoa. Mã hoa em còn được size số 2. Mã hoa này em còn được duy nhất size 2, 56 57kg trở lại mặc dù. Tầm khoảng 53kg đến 57kg. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cả nhà. Này em còn được size 2 với size 3, lên giúp giùm em mã này là mã da. Chốt em mã da. Nâu 47kg là nâu 1, ok chứ. Nâu 1 cho chị Nguyễn Khoa. Bộ đang mặc 60kg vừa không vừa chứ, 60kg lấy size 3 giúp em. Mình lại mình chốt lên giúp em họa tiết 3. 60kg trên chiều cao luôn chị. Đỏ 1. Đỏ 1 cho chị Nguyễn Khoa. Đồ bông vỏ váy em có nha chị Tuyền Kim ơi. Mã hoa size số 3. Hoa 3 em hết rồi chị, hoa em chỉ còn size số 2 thôi, còn mã da này thì em còn 3 nè.
da này em còn 2 với 3. Lên giúp em mã da nha cả nhà, mã da. Mã hoa còn size 2 không hả chị Bảy Đậm á. Rồi lên giúp em vàng, vàng này em còn 1, 2, 3. Ở 2 với 3 hả? Vàng này em còn 2 với 3. 140 một bộ các chị, rất là đẹp luôn nha, khung cát ý nha. Chị Bảy Đậm mã hoa size số 2 cho chị Bảy Đậm. Chị Nguyễn Khoa 47kg cao bao nhiêu vậy chị? Nhận đồ rồi hôm qua, áo dài mặc rất đẹp và vừa lắm. Cảm ơn Út rất là nhiều nha Út ơi. Vàng 3 em chốt cho chế Phượng Hồng. Bộ em mặc 48kg là mặc size số 1 nha chị. Em là 1m58, em nặng 50kg, eo em là tầm khoảng 65. Là em đang mặc size số 1 đó. Size 1 là eo 72, 73 trở lại chứ chị ok. Size 1 của bộ này tầm khoảng 52kg trở lại nha. Có yếm dây không chị Hân? Em không có bán yếm chứ ơi. Em là chuyên đồ bộ với bà ba nha. Lâu lâu thì đồ kiểu cũng có nhưng mà ít lắm. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã vàng. Lên giúp em vàng nha cả nhà. Vàng này em còn được size 2 với size 3. Vàng em còn được 2 với 3. Rồi lên giúp em mã riêu. Riêu này em còn duy nhất size số 2. Còn được bộ luôn hả chị? Riêu em còn được size 2 thôi nha cả nhà. Chị cao bằng em hả? Chị cao bằng em mà chị 47kg thì chị mặc size 1 thì cũng xem như em vậy nè nha chị. Thích ôm thì giờ mình nhấn band vô nhà hàng này. Em có nhấn 4 cái band, 2 band trước và 2 band sau. Mấy chị thích ôm hơn thì các chị cứ nhấn sâu cái band vô tí xíu là cái áo của mình tự động nó sẽ ôm lại nha. Rồi lên giúp em là riêu 65kg mặc size 4 nha chị Ngọc Bích ơi. Mà size 4 em chỉ còn được có một mã duy nhất là mã kẻ cam thôi. Chủ yếu là em còn được 1, 2, 3 ha. Rồi xanh ngọc em còn duy nhất size số 3. Xanh ngọc 62kg trở lại, size 3 là 61, 62kg. Lên giúp em mã xanh ngọc nha cả nhà. Ngọc em còn duy nhất 3. Rồi em mặc lại cho các chị xem. Họa tiết em đang mặc là còn được size 1, size 2 và size 3 nha. 1, 2, 3 140 một bộ. Rất là đẹp luôn, thun cát ý nha các chị. Lúc nào có áo dài về mua nữa? Dạ ok Út. Tầm khoảng 7 ngày nữa em có lô mới về nha Út ơi. Út nhớ đón xem nha. Xanh ngọc size số 3 cho chị Bảy Đậm. Ok chị Bảy Đậm. Chốt giúp dùm em mã này nha cả nhà. Áo dài vừa đẹp vừa rẻ. Lên giúp dùm em mã này là mã ngọc nha. Cái chị Ngọc em còn được duy nhất size số 3. Tiếp luôn đi chứ. Em mặc đi. Riêu lấy cho em bộ đang mặc số 1 với bộ da size số 1. Phải da em hết 1 rồi chứ ơi. Họa tiết size số 1 cho chị Đỗ Thơm nè. Size số 1 hiện tại bây giờ em còn được mã nâu nha chế. Mã nâu với mã hình như mã nâu với mã họa tiết ha. Mã đỏ là chốt rồi. Mã đỏ là chốt rồi, là hết rồi nè. Với lại là bộ kẻ cam này là số 2. Rồi vậy là em chỉ còn mã nâu thôi chứ ơi, mã nâu với mã họa tiết là em còn size 1 thôi. Chứ Đỗ Thơm có đi đơn được lần nào chưa vậy chứ? Đỗ Thơm đâu? Chị Đỗ Thơm ơi, đơn của chị có đi được lần nào chưa vậy? Em thấy đơn gọi không bắt máy rất là nhiều lần nha chế, nên là chế có đơn hàng thì vui lòng chế để ý điện thoại giùm em nha. Ra em mặc hết rồi chị Nguyễn Trinh ơi. Ra em mặc hôm bữa có bán nhưng mà hết trơn rồi. Trời cái này áo ra mới rồi không đấy. Chị Đỗ Thơm được có một bộ mã da hay là mã tiết không phải da. Em chờ chị Đỗ sang. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh riêu đi cả nhà. Chốt em là màu xanh riêu nha, xanh riêu. Xanh riêu em còn được size số 2 à. Còn duy nhất size số 2, 57kg. 53-57kg mặt giường. Đâu có, chị chốt mã họa tiết chứ không phải mã da. Nghĩa là chị Đỗ Thơm được có một bộ họa tiết thôi. Còn mã da là chị không có size 1 nha. Để thôi nói lộn. Mã da là size 2 với size 3. Rồi lên giúp em mã vàng đi cả nhà.
Chốt em mã vàng nha, mã vàng. Chị ta gọi cái xíu 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 xuống rồi. Đi ngắt nghe. Rồi lên giúp giùm em mã vàng nha cả nhà. Vàng em còn được size 2 với size 3. Các chị đẹp chốt em bộ vàng này rất là đẹp. Vàng em còn được size 2 với size 3. Các chị đẹp chốt giúp em mã. Size 2 là 53-57kg. Ủa anh size 2 chứ. Size 2 là 53-57kg. Size số 3 là cho các chị 57-58kg-62kg mặt giường. Rồi chốt giúp giùm em nha cả nhà. Bà ba ngày nào em cũng lên chân á mấy chị, mà mấy chị không có mua được hả? Có nhiều áo đó đó, lên tới lên luôn hoài, có nhiều đó, đó. Đâu có về cái luôn mẫu mới đó đâu. Màu da em còn được size 2 với size 3, vàng 3 cho chế Phượng Hồng. Bà ba em chưa có lô mới về, có cái lô cách đây 4-5 ngày em về đó là em like còn nhiêu là nó có nhiêu đó đó. Chốt giúp giùm em mã này nha cả nhà, mã da này rất là đẹp nè. Da này em còn được size 2 với size 3, các chị đẹp chốt em mã da ha. Lấy luôn bộ da này đi chị Phụng Hồng, bộ da này đẹp nè. Lên giúp em mã da nha cả nhà, da. Rồi chốt em mã hoa, mã hoa thì em còn duy nhất size số 2 thôi. 53kg-57kg mà. 53-57kg. Lấy bộ da size số 2 cho chị Đỗ Thơm. Dạ có gì cộng thì nhấn ben vô giùm em nha chứ. Là em hết da 2 luôn hả chứ? Mã hoa thì em còn duy nhất size số 2 thôi các chị, 53-57kg nha. 53-57kg mặc vừa, lên giúp em mã này là mã hoa. Chốt em mã hoa. Chị Nguyễn Hồng chị nói gì vậy chị? Nói cái gì vậy chị Nguyễn Hồng? Nghe nhỏ quá hả? Nghe nhỏ quá thì mình bật cái volume lên chị. Máy của mình đó mình mở lớn lên. Em live stream thì em bật cái live stream lên á, là nhỏ lớn gì là do máy của mấy chị chứ không phải là do máy của em nha. Chốt em mã đỏ đi cả nhà. Đỏ em còn được size 2 với size 3, cái chị đẹp chốt giúp giùm em ha. Đỏ còn được size 2 với size 3. Chốt em mã đỏ đi cả nhà. Chốt em mã đỏ. Đỏ em còn được size 2 với size 3. Chốt em mã đỏ. Đỏ còn được 2 với 3. Các chị đẹp chốt em ha mã đỏ. Rồi mã nâu giúp em cả nhà. Mã nâu đi cầu thang đây là eo xuống và chị đẹp xuống được 2 phân rồi đó. Xuống được 2 phân eo dột xuống cái bụng. Ăn nhiều quá thấy chị đẹp cũng có bụng nhiều đâu. Nó bụng luôn rồi. Cái này dưới, này dưới. Bụng này dưới. Bụng này dưới. Mà nhìn đâu đâu có thấy đâu. Bụng này dưới nữa không? Này cho em giấu được. Này cho em bạn nó nằm đây trong mắt. Ở đây là Quyên nó chạy xuống. Mã nâu giúp em nha, nâu em còn được size số 1, số 2 và số 3. Ủa nâu còn 1, 3 chứ hết 2. Sao mà em thấy chị? Nâu em còn được 1 với 3, cái chị đẹp chốt giúp em ạ. Nâu này bụng mình mà để người khác thấy là dữ lắm rồi. Đây là mặt đồ cũng không vậy. Thấy. Em nói em gì? Em thấy đâu, cho cái bọc đây. Giống hết bọc qua bệnh. Mới đầy đồ mỏng này ra mặt chứ qua hết chiều mỏng qua xuống đây tôi đi tắm trời này nó bỏ đường nào cũng phải sửa cầu thang cho người ta đi đại mỏng đây là quá sửa à. 140 ngàn một bộ nha chị.
Rồi chốt em bộ này ha, kể cam em còn từ size 12 đến size 5. Kể cam em còn từ size 2 đến size 5, cái chị đẹp chốt giúp em. Cái này đứa màu đứa lớn. Chị lên rồi, khách mới, lên giúp em cân nặng chị cao kèm số điện thoại chị. Kẻ cam em còn từ size 2 đến size 5, cái chị rất là đẹp. Chốt em mã kẻ cam. Bộ em đang mặc là cổ bâu lăn tông tay dài ha, chất khung cắt ý, giá 140.000 một bộ. Khách mới cho em cân nặng chị cao kèm số điện thoại. Qua mẫu ha các chị. Các chị đang xem chấm tương tác giúp em với các chị đẹp nhà em không? Hôm bữa thu được bộ số 1. Mà đó hả? Đẹp quá đẹp. Em ớt cái like này em lên cho các chị cái like mới nha các chị. Vào lại cái like mới giúp em nha.